Fendona 10SC là một trong những loại thuốc diệt muỗi phổ biến trên thị trường hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong cả môi trường gia đình và khu vực công cộng. Sản phẩm này do công ty BASF, một trong những công ty hóa chất hàng đầu thế giới, phát triển và sản xuất. Thuốc Fendona 10SC chứa thành phần chính là alpha-sibermethrin, một loại hóa chất có khả năng tiêu diệt côn trùng hiệu quả, đặc biệt là muỗi và các loại côn trùng gây hại khác. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về Fendona 10SC để bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng sản phẩm này. 1. Thành phần và cơ chế hoạt động. Hoạt chất chính, alpha-sibermethrin chiếm 10% trong thành phần của Fendona 10SC. Cơ chế hoạt động, alpha-sibermethrin là một loại thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid tổng hợp. Nó có khả năng tác động nhanh đến hệ thần kinh của côn trùng, gây ra tình trạng tê liệt và cuối cùng là chết. Điều này làm cho Fendona 10SC trở thành một lựa chọn hiệu quả để kiểm soát sự sinh sản và phát triển của muỗi trong môi trường sống của con người. 2. Công dụng của Fendona 10SC. Diệt muỗi. Fendona 10SC có khả năng tiêu diệt nhiều loài muỗi khác nhau, bao gồm cả muỗi Anopheles, truyền bệnh sốt rét, muỗi Aedes, truyền bệnh sốt xuất huyết, và muỗi Culex, truyền bệnh viêm não Nhật Bản. Tiêu diệt các loại côn trùng khác, ngoài muỗi, thuốc này còn hiệu quả đối với các loại côn trùng gây hại khác như kiến, gián, bọ chét và ruồi. Thời gian hiệu lực dài, với khả năng bám dính trên bề mặt trong thời gian dài, Fendona 10SC có thể ngăn chặn và tiêu diệt muỗi trong vòng 4-6 tháng sau khi phun xịt, tùy thuộc vào điều kiện môi trường. 3. Hướng dẫn pha và sử dụng Fendona 10SC. Pha chế, pha Fendona 10SC với nước theo tỷ lệ 5ml thuốc với 1 lít nước. Lượng thuốc pha này đủ để phun cho khoảng 20m diện tích bề mặt. Cách phun, phun lên những bề mặt mà muỗi và côn trùng có thể tiếp xúc như tường, rèm cửa, khu vực quanh cửa sổ và góc nhà. Lưu ý tránh phun trực tiếp lên khu vực có thực phẩm hoặc dụng cụ nấu nướng. Thời gian an toàn, sau khi phun, để thuốc khô tự nhiên trong khoảng 30 phút rồi mới quay trở lại khu vực vừa phun để đảm bảo an toàn. 4. Những lưu ý khi sử dụng Fendona 10SC. Bảo quản, để sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và xa tầm tay trẻ em. Sử dụng thiết bị bảo hộ, khi pha và phun thuốc, nên đeo khẩu trang, găng tay và mặc đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Đọc kỹ hướng dẫn, trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ nhãn và hướng dẫn trên bao bì để đảm bảo sử dụng đúng cách và hiệu quả. 5. Tác dụng phụ và biện pháp xử lý. Nếu tiếp xúc với da hoặc mắt, nếu thuốc dính vào da hoặc mắt, hãy rửa ngay bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút. Nếu có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào, nên tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Nếu nuốt phải, trong trường hợp nuốt phải, không nên tự gây nôn. Hãy uống nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. 6. Đánh giá và hiệu quả thực tế của Fendona 10SC. Fendona 10SC được đánh giá cao về hiệu quả trong việc diệt muỗi và côn trùng. Nhờ tính an toàn và độ bền lâu của sản phẩm, nó đã trở thành một giải pháp phổ biến không chỉ trong gia đình mà còn trong các chương trình kiểm soát muỗi và côn trùng của các tổ chức y tế. Fendona 10SC thực sự là một lựa chọn lý tưởng để ngăn chặn muỗi và bảo vệ sức khỏe gia đình khỏi những căn bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa, việc tuân thủ đúng quy trình pha chế và phun thuốc là rất cần thiết.